trở lại với kênh YouTube của mình nha. Lại là mình đây. Và hôm nay mình sẽ chơi vị tướng mới Tai Chi nha anh em. Và cũng như được clip mình đã để toàn bộ kỹ năng của vị tướng Tai Chi nha anh em. Anh em nhớ đọc nha anh em. Chứ mình nói hết cái đó chắc mình lưu lưỡi mình cánh lưỡi chết quá anh em ạ. Này. Này vị tướng mới cũng ra từ tháng 7 mà mình chưa làm clip được nha anh em. Mong anh em thông cảm nha. Em cũng có chơi vị tướng Tai Chi nha. Mong anh em cảm vì mình hơi sợ mũi nha anh em. Và nếu anh em thấy thích clip này nhớ cho mình một like và một comment nha anh em. Thử vô đánh nhau luôn nè. Chết 3 điểm để lấy nửa tài trắng nha anh em. Ui, chém khá thối anh em ạ. Mary kìa. Đây nha anh em. Rồi con chim xong rồi, anh con quái xong rồi. Cứ mà rộng nha. Đi đọc sao, nó luôn rồi anh em ơi. Xong vô anh đồng luôn anh em ơi. Em nhớ cái chiêu nội tại của anh em thì nhớ đi xung quanh mấy con tướng được hay là cái quay lớn nha anh em, mà tính được tài trắng nè. Rồi, vô đánh luôn nè. Ui, anh ông ta. Rồi, ADM nè anh em ơi. Trời ơi. Mình không biết tại sao mình ngoài mình nghĩ rất nhiều nên clip mình nói không được nha anh em. Thế lại là vậy anh em ạ. Rồi nha. Sau đây mình nói luôn bộ đồ cho vị tướng Tai Chi rồi nha anh em. Đây là theo mình lên theo kiểu gì đó. Top 1 là server nha anh em. Lên theo thử ngon lắm nha. Món đồ thứ nhất là rượu Yuga, rượu rừng á. Món đồ thứ hai là Vì Kim Cường, món đồ thứ ba là Thương Long Enzy. Món đồ thứ tư là giáp giáp băng nha anh em. Giáp gì cũng quên rồi anh em ơi. Món đồ thứ năm là Nanfenia, món đồ cuối cùng là giáp mệnh nha anh em. Đó là bộ đồ mình xài cho vị tướng Tai Chi nha anh em. Tùy theo trận đấu nha anh em. Cái món đồ thứ tư á, nếu gặp giật phép quá thì anh em lên cái giáp giáp phép nha anh em. Hình thì cho hoặc là giáp ga nè. Mày vô đánh nhau luôn nè. Ê, xin lên một tí máu kìa. Này nó có cái bút chép rồi anh em ơi. Chắc clip sau mình sẽ làm thì vị tướng Garrett nha anh em. Vì nó trâu lắm anh em ạ. Trong phiên bản tập đoàn siêu thị tập đoàn siêu việt anh em ạ, có nhiều vị tướng thay đổi đó. Rồi sinh này nè anh em ơi, mình nói cỡ nào nó cũng lớn được anh em ạ, nó cứ nhỏ nhỏ rồi nè. Rồi độ nếu anh em muốn mình làm về con tướng gì hay là thử thách gì thì anh em nhớ bình luận lại nha em. Rồi bắt đầu cái sổ mũi phát hiện rồi anh em ạ. Anh em phải cúng gì nha anh em. Rồi mình cũng khuyên anh em nên ở nhà trong mùa dịch này nha, ra đường bị bệnh dịch khó lắm anh em. Mình ở Bình Phước cũng ít ca rồi mà, cũng như ở Sài Gòn bây giờ cả đống rồi anh em ạ. À, sụp mũi chắc đến gần cuối thì mình xin được nghỉ bình luận nha anh em, chứ bắt đầu khan giọng rồi anh em. Cái này là nó không biết nha anh em, và vẫn nói bình thường là đây nó vậy rồi. Rồi vô luôn nè, cái ba nội tại nha anh em. Rồi chém, nó thích ba nội tại thì chém nó thốn hơn nha anh em. Rồi cái trận đấu này mình hơi đánh hơi yếu nhưng mà mình vẫn là VB nha anh em. Thế mà là chuyện vô luôn nè. Mình nghĩ làm chậm khó đánh quá anh em à. Giờ chỉ dọn quái về anh em à. Trời có anh đừng chim anh đừng rồng nha. Hồi mình về. Miếng về hồi máu nha anh em. Ê, Slim có tí máu kìa anh em. Vô luôn. Ê, đậu xanh không giết được anh em à.
ai cả support nhảy vô chết lây luôn nè, mà chết ba mà không giết được ai nè, mà lỗ rồi, phải lỗ rồi. Và mình sẽ cố nói to trong những clip này nè để cho anh em nghe rõ, chứ anh em nghe nhí của anh nghe được đua anh em rồi trên được mất rồi anh em. Mình cố chảo cái họng mình mới to lên anh em, mà bây giờ nó khan lắm rồi, ngon em cảm vì cứ vì tiếng sèo sèo vậy nè, tiếng khan khan vậy nè. Con sông này xuống đẹp dưới dưới nha, đây thì lên đây anh cũng sao đỡ anh em ạ. Bây giờ mình thấy về dưới vậy nè, này cũng sao xe cứ chạy qua như vậy đó mà. Đây em bạn trên có ba người kìa, cứ lên lên ra mà đẹp lính thôi nè. Cái tầm này mình đang yếu anh em ạ, đang quạng lại bắn lại bắn cho mình chết rồi nè. Thì chỗ mình đi người mình ngồi gần đường xe cứ đi qua đi lại ổn quá này mà, không chung làm clip được này mà. Và bữa giờ mình cũng lười chơi đó, người thì lấy tưởng đó này mà, có khi một ngày hai ngày mình ra được clip nha em, ôi nó không cảm nha. Bây giờ xuống dưới đếp đứng luôn nha em. À, con này đó, con này gọi là con tắc kè, con kỳ đà anh em. À, chuẩn bị tháng 10 này có sự có bạn nhưng mà cập nhật mới của Liên Quân nha em. Mình không có tải cái bản thử nghiệm về nên mình không có cập nhật cho anh em sớm nha. À, trong tầm tháng 10 này nó sẽ cập nhật nha em. À, có bạn rồi nè, rồi anh muốn kia mà lấy tầm nhìn luôn nha em. Rồi về farm tiếp anh em ạ. À, tập tập mới là có phiên bản ngày đêm luôn nha em. Mình có coi trên Garena nè mà. Hoặc là anh em có thể coi trên các kênh YouTube khác nha em. Thì có nè mà. Mình ưng nhất là mỗi con rồng anh em ạ. Con tàu hình nó cập nhật lại xấu sao ấy. Riêng cả riêng cá nhân của mình nha, anh em nghĩ sao anh em nghĩ vậy nha. Hài luôn, mình làm clip chứ kiểu mình kể chuyện cho mọi người nghe này mà, nhưng kiểu không chú tâm với mình làm clip. Pha này chờ xin lên cho anh ạ, chờ bắt xin lên cho anh em. Pha vô luôn nha anh em, thì có bạn một bản xin này chém 1.700 như này, chém khá thốn rồi. Rồi bây giờ qua phút thứ 10 này, mình sẽ đẩy lên đường thẳng luôn nha nè, và mình sẽ nói luôn phù hiệu của mình xài cho vị tướng này nha nè. Phù hiệu là rừng rừng em ơi, đúng rồi ạ, đẩy chỗ cho em. Rồi đây người chém 1.700, chém grass không thốn lắm anh bạn, bắt nó xin kìa. Một bạn nữa anh em à, ngon. Này xe lại qua hơi ổn nha anh em, còn rết châu quá này mà vẫn không có đam nữa. Và phù hiệu bên sai cho vị tướng ta chi này là nhân chính là thành khởi nguyên nha anh em, có lộ được nguyên sinh như này mà, được nguyên sinh nha. Và nhân phụ là tháp vong minh về nguyên sinh tự thân nên là mình lại clip lưu lưỡi cái này rồi. Nói chung là anh em cứ lên theo phù hiệu này của mình nha anh em, lâu rồi mình lại quên cũ rồi anh em à. Từ nha, giờ anh chơi xong chắc anh kiên công anh em à, tạ thành chứ nó cứ tạ thành anh em à. Cái công mình cứ lộn như thế này, con đu xuân đã thầm như nha anh em. Nhập thư lệ trên đầu clip hoặc trong phần mô tả nha. Rồi nếu chém được tại anh em thấy cái giáp ảo to
mà để mít luôn nha nè, lên đi nè. Rồi rồi, đám bạn bắt đầu từ từ đấy rồi nha nè, nhưng mà hết quá rồi nè. Và xem mình xem được luận clip ở đây nha nè, giờ bắt đầu lúc khan rồi nha mà. Ôi, không cảm nhờ. Và mình chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Mai mình sẽ làm clip mới rồi nè. Trong lòng biết bao nhiêu sự tình, chìm trong bóng đêm, hay chờ nắng.